Một căn nhà thuộc phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, thiết kế một trệt, một lầu, phong cách hiện đại. Mời quý cô chú anh chị mình tham khảo. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì tiếp tục chương mục Nhà Đẹp Tây Ninh. Hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây là phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh luôn nha quý anh chị. Và ở đây nè, chúng ta đi về chợ Đông Qua là chỉ mất của quý anh chị mình á là chỉ có chưa đến 2 km, rất là gần luôn. Và mình đi ra cái hướng bên đây á là đường Phạm Hùng nè quý anh chị. Và bên kia đường chúng ta sẽ đi về là Ủy ban Nhân dân phường Long Thành Trung. Thì cách cái bất động sản của chúng ta chỉ mất có là 800m thôi. Từ đây mà chúng ta đi về bệnh viện huyện Hòa Thành á, cũng như là bến xe thị xã Hòa Thành, là mất của quý anh chị mình á là khoảng là 1 km. Bên đây chúng ta sẽ có một cái con đường là đường Tôn Đức Thắng. Thì tới đây mà quý anh chị mình quẹo trái á, là mình sẽ đi về hướng chợ Long Qua đó. Và từ đây chúng ta đi đến đường Tôn Đức Thắng á, là mất của quý anh chị mình á, là có khoảng 80m thôi. Và một căn nhà mặt tiền đường nhựa, một trệt một lửng, với thiết kế quý anh chị mình nhìn vào rất là hiện đại đúng không ạ? Với một cái tông màu cũng rất là sáng. Thì ở đây chị chủ sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái mức giá cực kỳ bất ngờ. Và ở đây quý anh chị mình xem tổng quan trước một tí xíu nữa, em Hậu sẽ gửi đến quý anh chị mình cái cuốn sổ cũng như là cái mức giá ha. Với thiết kế á, ở đây chúng ta sẽ có một cái sân, quý anh chị mình có thể để được ô tô. Vì cái cửa ở đây được thiết kế á, là chúng ta có thể là mở ra mở vô được. Đó, quý anh chị mình có xe cộ mình mà ứ ra hết 4 cánh luôn, đi vào rất là rộng rãi đúng không quý anh chị. Và cây cột cũng như là cái cổng rào này được đổ rất là kiên cố. Bức tường ở đây á, hai bên tường rào chúng ta sẽ có một cái tường xây khoảng hơn 2m. Và một cái mặt dựng cực kỳ đẹp, sáng. Có một cái cửa sổ để quý anh chị lấy gió. Ở đây là bồn hoa để chúng ta có thể trồng cây kiển ha. Với cái sân này thì ở đây chúng ta có một cái sân ngang 5m, chiều dài ra nó cũng khoảng 5m, 25m². Thì quý anh chị nào thích đó thì mình có thể làm nhà mát, hoặc mình làm bạt kéo qua để mình để ô tô thì nó sẽ mát mẻ hơn. Về mặt dựng thì được thiết kế theo phong cách mới, nó sẽ theo là ô vuông giật hợp cho quý anh chị mình. Đó. Dán gạch thì nó cũng rất là sáng cho cái căn nhà của chúng ta. Về mặt cửa thì chúng ta đây có một cái cửa sắt 4 cánh, kính cường lực, sơn nhám cho quý anh chị mình. Đó. Nguyên một cái khu vực phòng khách ở đây. Có một cái vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp ha. Còn ở trên chúng ta sẽ có một cái khu vực sảnh thờ ở phía trên. Trần ở đây chị chủ xây thì rất là cao nha quý anh chị. Đó. Khi mình bước vào nhà mình sẽ có một cái cảm giác là nó rộng, nó thoáng. Thì dưới chân cầu thang này thì quý anh chị mình cũng có thể làm những cái kệ tivi hoặc là một cái tủ ha. Đó. Và toàn bộ cái khu vực phòng bếp này, không gian bếp này thì chị chủ đã dán gạch lên tới trần cho quý anh chị mình, với những cái chi tiết hoa văn vuông vuông rất là đẹp. Quý anh chị mình có cảm giác nhìn vô mình cứ nghĩ là giấy dán tường, nhưng mà đây là gạch ha, mình dễ lau chùi. Mặt bếp á, thì chúng ta đây được trang bị là đá hoa cương đó, rất là dày nha quý chị đó. Tủ bếp đầy đủ ha. Đây inox 304 cho quý anh chị mình. Đấy, vòi nước linh động đó. Còn về thiết kế á, thì ở dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái phòng ngủ phía sau và phòng bếp, cái phòng vệ sinh. Cửa phòng ngủ đó là cửa sắt ha. Và ở đây quý anh chị mình thấy là ống chờ máy lạnh nó đầy đủ ha. Trần thật cao, có đèn hết. Ngay khu vực này chúng ta có một cái cửa sổ, nó thông ra cái giếng trời để quý anh chị mình có thể thoáng mát, lấy gió tự nhiên. Thì ngay đây nó có một cái cửa sau nè. Đó. Khu vực ở đây chúng ta sẽ có một cái giếng trời ở phía trên và ngay cái sàn nước ở phía dưới nha quý anh chị. Đó. Và ở đây thì sẽ là một nhà vệ sinh và nhà tắm chung. Hàng inox 304 nè. Bồn cầu nguyên khối nè. Bên đây chúng ta sẽ có một cái labo nữa. Đấy. Và bây giờ mời quý anh chị mình
mình đi lên phía trên để mà mình coi coi cái không gian lửng ở trên nó có được thiết kế như thế nào. Đó, để coi nó phong cách hiện đại thì nó sẽ như thế nào. Đó. Và ở đây á, quý anh chị mình thấy là có dán gạch hết rồi. Chân cầu thang là sử dụng kiến nè và gỗ ha. Các bậc á, là sử dụng là đá hoa cương chứ không phải là xài gạch nha quý anh chị. Nên quý anh chị mình sẽ dễ lau chùi hơn và nhìn chúng ta sẽ có một cái cảm giác là nó sẽ sang trọng hơn so với các căn nhà khác. Thì ở đây chúng ta khi mà bật chiếu nghỉ ngay này thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ ở đây nè quý anh chị. Đó. Tay cầm thì gỗ ha, xung quanh là kiến, ở đây cũng có dán gạch hết rồi. Đà quý anh chị thấy cái đà bự quý anh chị, chà bá luôn. Và không gian ở đây thì là một cái không gian có thể giống như là một cái không gian phòng thờ. Đó, quý anh chị mình có thể làm phòng thờ hoặc là làm phòng đọc sách với trần thạch cao nè, đèn màu trắng, đèn nó đổi màu được nha quý anh chị. Thì ở trên đây á, chúng ta sẽ có được thiết kế là hai cái phòng ngủ trên lầu. Đó. Thì diện tích á thì đâu đó nó khoảng là 1 2 3 4 4 24 m 2 m 4 2 m rưỡi, dài vô là 3 m rưỡi. Đó. Cũng tương đối đầy đủ công năng cho quý cô chú anh chị mình. Và ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái giếng trời rất là mát. Này, thoáng. Ở trên là có kiến hết đó nha quý anh chị. Đó, vừa sáng nè. Đấy. Và ở đây là có một cái lan can nè, thì chiều chúng ta có thể quý anh chị mình có thể phơi đồ đặt ra cũng được. Nhà tắm, nhà vệ sinh ở trên thì chúng ta sẽ có dán gạch lên tới trần và hàng cao cấp inox 304 kèm theo là gốm sứ cao cấp. Đấy. Với cái đường ở trên lầu này chúng ta sẽ có hai cái cửa sổ lùa ở đây để quý anh chị mình có thể mở ra lấy sáng, lấy gió khu vực trên lầu. Và bên cạnh đây á, về cái phần phòng khách ở phía trước này quý anh chị mình sẽ có là một cái cửa kiến rất là to ở đây để cho chúng ta có thể lấy sáng tự nhiên, không cần phải sử dụng đèn. Thì từ trên cao quý anh chị mình có thể nhìn xuống để mà mình thấy được cái toàn cảnh của cái căn nhà ở phía dưới chúng ta rất là rộng, rất là cao ha. Đấy. Với thiết kế hiện đại, mặt tiền đường nhựa thuộc phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Một trệt, một lửng, ba phòng ngủ, có sân để ô tô. Thì quý cô chú anh chị mình có thể nhà được 2-3 thế hệ mình vẫn có thể ở được. Đó, vì được tới ba phòng ngủ mà quý anh chị. Và ở đây á, chúng ta sẽ có các tiện ích á, là chợ nè, trường học, cũng như là ủy ban, trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chưa đầy bán kính 5 phút quý anh chị đi. Đó. Những quý cô chú anh chị nào mà mình yêu thích thể dục thể thao thì buổi sáng nào mình ra mình đi bộ lên quanh, lên chùa, lên chợ nè, đi lên hướng công viên. Đó, thì cách đây chỉ có 1-2 cây số là vừa tập thể dục buổi sáng thì mình cũng có thể là đi chợ. Đó. Bệnh viện thì nó cũng sẽ gần ở đây, quá chừng tiện ích ở cái khu vực này. Và từ vị trí đây chúng ta đi về hướng là chùa Tòa Thánh á, là mất của quý anh chị mình á chỉ có khoảng 5 cây số. Đó. Bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh mình đến đây á là quý anh chị chỉ mất á là chỉ có 80 cây, rất là gần. Thủ Dầu Một Bình Dương đến đây cũng là 80 cây và Đức Hòa Long An đến đây là 65 cây. Và với một thiết kế như vậy, tiện ích như vậy thì bây giờ em Hào xin gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái cuốn sổ đất để quý anh chị mình coi coi là với đầy đủ công năng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái giá là bao nhiêu nha quý anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có thửa đất á, là 1027 tờ bản đồ số 15, khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 88m2. Ở đây là đất ở đô thị là 80 và đất trồng cây lâu năm là 38m.
Và chúng ta sẽ có thêm một cái mặt bên đây. Đường đây là đường số 34 Phạm Hùng, đường nhựa 10m. Diện tích đất là ngang 5m nè, dài 17.7. Đó, đầu đuôi bằng nhau, trước 5 sau 5. Và nhà chúng ta là quay về hướng Bắc. Thì với diện tích như vậy, 5m 17, thổ cư 50, mặt tiền đường nhựa, phường Long Bình Trung, gần chợ, gần trường học, gần bệnh viện, đầy đủ công năng, thì chị chủ sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái mức giá là 2 tỷ 200 triệu cho toàn bộ nhà và đất này. Thì quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem bất động sản nha. Và đừng quên cái khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày. Và em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình các sản phẩm bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh này. Và nếu quý cô chú anh chị nào yêu thích bất động sản này thì hãy đăng ký cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để giúp bạn bè anh chị có thể thấy được những video này, cũng như quý anh chị mình sẽ không bỏ lỡ những cái bất động sản mới tại thị trường tỉnh Tây Ninh do kênh mua bán nhà đất Tây Ninh gửi đến quý cô chú anh chị mình. Cái nút màu đỏ đăng ký ngay góc màn hình đó quý anh chị, mình chỉ cần bấm nút đăng ký để chúng ta không bỏ lỡ các sản phẩm và những cơ hội đầu tư tại thị trường tỉnh Tây Ninh này nha. Đấy. Và đừng quên hãy chia sẻ cái video để cho bạn bè anh chị mình nhiều khi đang tìm một cái sản phẩm tại thị trường Tây Ninh mà không biết nó ở đâu, thì thông qua những cái chia sẻ của quý anh chị, bạn bè anh chị có thể thấy được, tìm được những cái bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh này nha. Đấy. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị mình xem tổng quan cái toàn cảnh các tiện ích xung quanh cái khu vực này, cũng như là đường xá dân cư ở đây như thế nào nha quý anh chị. Mời quý anh chị tham khảo. Và đây là toàn cảnh xung quanh vị trí bất động sản. Quý cô chú anh chị mình có thể nhìn ngắm cái bất động sản của chúng ta, cái ngôi nhà của chúng ta từ vị trí trên cao. Rất là dễ thương đúng không ạ? Với một cái tông màu cam phía mặt tiền thì làm cho cái căn nhà của chúng ta nổi giữa các cái bất động sản khác. Và phía sau quý anh chị mình đang thấy đó là ủy ban phường Long Bình Trung cũ, và bây giờ đã được chuyển qua cái vị trí mới rồi. Và phía sau đây á, thì chúng ta cũng có một cái trường học luôn. Đó, và đây là cái con đường Tôn Đức Thắng. Bên đây sẽ là đường Phạm Hùng. Đấy, một cái bất động sản nằm giữa hai cái trục đường lớn và nằm trên mặt tiền đường nhựa. Với một cái vị trí như vậy, quá là tuyệt vời cho quý cô chú anh chị nào đang tìm một cái bất động sản tại thị xã Hòa Thành an cư lạc nghiệp. Vì ở đây chúng ta đi lên chợ Long Hoa, chợ đầu mối của tỉnh Tây Ninh, đó là một cái chợ lớn của tỉnh, thì chỉ mất của quý anh chị mình 5 phút đi xe máy thôi. Đó, mình buôn bán cái gì cũng được hết. Ở đây chợ Long Hoa là sẽ hoạt động 24/24 nha quý anh chị. Và cũng trên cái tuyến đường này thì chúng ta cũng sẽ về trung tâm thị xã Hòa Thành và bộ phận các cơ quan hành chính luôn nha. Và đây là kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hòa Thành nha quý chị. Và trên màn hình quý anh chị mình đang xem đây là tọa độ của bất động sản của chúng ta. Vị trí này nằm giữa đường Tôn Đức Thắng và đường Phạm Hùng. Thì quý cô chú anh chị mình thấy được là cái khu vực này đã được phủ hồng rồi nè quý anh chị. Và kế bên đây chúng ta là Ủy ban Nhân dân phường Long Thành Trung, rồi Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành Trung, trường Trung học Nguyễn Thị Minh Khai. Rất là nhiều cái tiện ích khu vực này, vì đây nó là đất trung tâm của trung tâm mà quý chị. Thì theo cái con đường Tôn Đức Thắng này, chúng ta sẽ đi lên là ngay chợ Long Hoa và cửa năm chợ Long Hoa. Khu vực này chúng ta cũng có luôn là bệnh viện thị xã Hòa Thành nè, rồi trường học Nguyễn Trung Trực cấp 1, cấp 2. Rất là nhiều tiện ích ở cái khu vực này nha quý anh chị. Và từ vị trí bất động sản, em hồi xin mời quý cô chú anh chị mình chúng ta đi ra cái con đường Phạm Hùng để mà mình xem được cái đường xá dân cư ở đây nó như thế nào ha. Thì từ bất động sản của chúng ta mà đi ra cái đường Phạm Hùng á, nó khoảng 100m nha quý anh chị. Thì tới đây nếu mà chúng ta quẹo trái thì quý anh chị mình sẽ đi ra đường quốc lộ 22B. Và bên ngay cái đèn xanh đèn đỏ này là cái đường để quý anh chị mình quẹo vào Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Trung nha quý anh chị. Đó. Và còn hướng này thì chúng ta sẽ đi về bến xe Hòa Thành cũng như là lên chợ Long Hoa. Thì đường Phạm Hùng á, là hai bên đó là làm vỉa hè rồi hệ thống đèn đường, nên quý anh chị mình buổi tối mình đi đường này thì nó rất là sáng.
Và bất động sản của chúng ta thì nằm giữa hai cái con đường lớn là đường Phạm Hùng và đường Tôn Đức Thắng, là hướng về cửa năm chợ Long Hoa nha quý chị. Thì hai bên đường này á, thì bà con buôn bán cũng rất là nhiều, tiện ích xung quanh đây thì cũng rất là đầy đủ cho quý anh chị mình, từ Bách Hóa Xanh, rồi Thế Giới Di Động, Viettel Store, cũng như là chợ Long Hoa nè, rồi có luôn cái bệnh viện huyện thị xã Hòa Thành, cũng như từ nhà mà chúng ta đi lên bệnh viện Hồng Hưng thì cũng rất là gần, chỉ có khoảng 3 cây số thôi nha quý anh chị. Quý anh chị mình cũng thấy được cái lưu lượng xe cộ qua lại, và bà con buôn bán ở xung quanh đây thì cũng rất là nhiều, quán ăn, quán cà phê rồi thì cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Bây giờ những quý cô chú anh chị nào mà ở xa mà chúng ta về đây không biết đường xá thì có thể đến ngay chợ Long Hoa và alo cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736, để em Hậu có thể đến và hỗ trợ quý cô chú anh chị mình. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái trường cấp 3 là trường Nguyễn Trung Trực, rồi trường cấp 1 nữa, đây, rất là nhiều. Đây là trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nha quý anh chị. Và đối diện là đường trường Nguyễn Trung Trực. Quý anh chị thấy thì cái lưu lượng ở đây rất là đông, vì đây là trung tâm mà, nên quý anh chị mình đi hướng nào nó cũng thuận tiện, mình đi ra thành phố Tây Ninh cũng sát bên luôn. Thì bên tay trái em Hậu đây á là cái bến xe Đồng Phước. Thì những quý cô chú anh chị nào mà mình ở xa ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, mình chỉ cần đi ra bến xe An Sương, mình đặt vé xe Đồng Phước, mình về tới thị xã Hòa Thành á. Ở đây thì là bệnh viện thị xã Hòa Thành rồi quý anh chị. Đó, bệnh viện. Quý anh chị mình chỉ cần đi thẳng nữa là mình sẽ đi về chợ Long Hoa, bến xe Tây Ninh và cũng như là chùa Tòa Thánh ha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.